Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token Punka. Dự án này thì là một dự án chạy trên nền tảng ETH. Ok, để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình nhé. Ở đây một nhiệm vụ đầu tiên, mọi người follow kênh Telegram này. Mọi người sẽ join vào kênh Telegram. Ở đây mọi người sẽ bấm join vào kênh Telegram nhé. Rồi bấm ở đây bấm join này. Ok, sau đó quay trở lại. Tiếp tục mọi người follow kênh Twitter cho mình. Ok, ở đây bấm theo dõi mình, theo dõi đúng không ạ? Sẽ nào. Rồi quay trở lại. Tiếp tục bấm vào chữ Airdrop. Bây giờ mọi người tham gia này. Rồi sau khi bấm tham gia Airdrop thì mọi người sẽ có giao diện như thế này nhá. Ở đây thì sẽ có giao diện là mọi người sẽ nhập địa chỉ ví ETH của mọi người. Sau đây bấm Submit. Sau bấm Submit thì nó sẽ có giao diện như thế này. Nếu như mọi người mà tham gia dự án này, mọi người có cơ hội nhận được là 100 token Punka bằng ETH nhé. Đấy. Và ở đây mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Đây, mọi người sẽ có link red luôn. Dự án này làm khá đơn giản. Đây là contract của nó nhé, mọi người copy của mọi thời gian vào. Hình như là cần phải có tiền red thì mọi người sẽ đủ min để mọi người bấm withdraw nhé. Mình sẽ bấm withdraw xem nào. Đâu ta, chưa withdraw đâu. Chưa bấm được withdraw mọi nhé. Đây, ba lan mọi người sẽ nhận được là 100 token này. Đấy. Hiện tại là chưa thể rút được tiền mọi người nhé. Dự án nó cũng mới làm nên chưa mọi người chưa thể nhận được tiền. Đấy, chưa thể được. À, ra qua, mình đã rút sang pool này. Đấy. Đây, mình đã rút sang pool rồi. Không biết là token nó về lúc nào. Nói chung nếu như token nó về thì mình sẽ cập nhật cho mọi người trong nhóm Telegram nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video về dự án tiếp theo.